kiểu như là chưa ở cái mức độ là kiểu mình quan hệ thôi á, đã giao thôi, kiểu là giống như cái trang này em làm này, em làm nó em cũng chỉ chơi ở xã giao mà trên tinh thần làm việc thôi, chứ còn để mà thân thì em không thân được, vì là nó không phải là người xấu, nhưng mà mình là kiểu mình không chơi hợp với những người như thế, nó kiểu kiểu trước giờ nó ăn không phải nó không ăn sang ngã mà kiểu như là nó không hợp với phong cách chơi của mình, nó không hợp. Kiểu em thì trước giờ em chơi nó đơn giản, còn nó thì hay kiểu cầu kỳ, xong buộc xong cái gì nó... xong cái gì cũng phải hàng hiệu, xong cái gì cũng phải, em không quen á, nó giàu á. Mấy em chơi em chỉ mong gọi là chơi làm ăn thì để mà chơi thân mình nhất. Mình chơi với ai chơi, gia đình cũng phải trên hết, chứ không thể nào là ứng trước sau bạn bè, anh hiểu chưa? Con lấy cho em một miếng phô mai giúp mẹ với. À, con xem ở trong khoai này chín chưa, lấy cho mẹ một củ tôm. Mẹ ăn xong mẹ đi tắm đi. Lấy cho mẹ củ khoai với. Trời ơi, khoai chín chưa không ăn à? Thêm 10 phút nữa xem.